Nếu bạn đang quan tâm tới Rocket 1 giờ hỗ trợ điều trị bệnh yếu sinh lý nam giới, bạn có thể tham khảo những thông tin hữu ích dưới đây. Ngày nay, do sự ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên và con người khiến cho tỷ lệ nam giới ngày càng mắc phải những vấn đề yếu sinh lý cao hơn so với trước kia. Điều này khiến nam giới hay nữ giới cảm thấy giảm đi sự tự tin trong cuộc sống, khiến cuộc sống vợ chồng kém hạnh phúc và đầm ấm. Bệnh yếu sinh lý tuy không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng những ảnh hưởng khác của căn bệnh này lại gây ra nhiều rắc rối. Đa số nam giới ngày nay dễ dàng xuất hiện những biểu hiện của bệnh yếu sinh lý nếu tinh mắt để ý. Có thể nói yếu sinh lý ở nam giới có nghĩa là nam giới không hoàn thành được nhiệm vụ của một người đàn ông trong mỗi lần quan hệ tình dục là đưa cả hai người cùng đạt đến điểm cực khoái và cùng thăng hoa. Biểu hiện yếu sinh lý ở nam giới thường được thấy rất rõ như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, tinh trùng yếu, suy giảm chức năng ham muốn tình dục. Tất cả điều này nói lên sự bất lực của đàn ông trong mỗi cuộc yêu. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm Rocket 1 giờ tăng cường sinh lý nam. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như sự thật Rocket 1 giờ lừa đảo. Khách hàng nói gì về Rocket 1 giờ? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé! Sự thật Rocket 1 giờ lừa đảo. Trả lời, trên thị trường hiện nay đang trôi nổi rất nhiều sản phẩm giả mạo, kém chất lượng gây ảnh hưởng sức khỏe của người sử dụng. Chính vì thế, để tránh tiền mất, tật mang và mua được sản phẩm chính hãng với giá gốc, chúng tôi khuyên bạn chỉ đặt hàng tại website của nhà phân phối chính hãng. Với cách này, bạn không cần phải lo lắng về nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm, phản hồi của người sử dụng. Anh Nguyễn Văn Tiến, 47 tuổi sống tại Hải Phòng. Tôi đã thử sử dụng rất nhiều loại thuốc cho tới thực phẩm chức năng cải thiện sinh lý nhưng không hiệu quả. Cho tới khi được bác sĩ tư vấn cho sản phẩm Rocket Cộng của công ty Sao Thái Dương, tôi dùng đều đặn đúng theo liệu trình và giờ thì cơ thể khỏe mạnh, sinh lý hường hực như thời trẻ. Anh Trần Thế Chiến, 60 tuổi sống tại Lào Cai. Từ lâu tôi đã trung thành sử dụng bộ sản phẩm tăng cường sinh lý nam Rocket Cộng và Rocket 1 giờ. Điều làm tôi yên tâm nhất về sản phẩm đó là thành phần tự nhiên, gồm nhiều loại thảo dược đông y quý hiếm. Hơn nữa về nguồn gốc xuất xứ cũng rõ ràng, không như nhiều loại thuốc trôi nổi trên thị trường. Đến nay tôi đã sử dụng sản phẩm được gần 2 năm, cả về sức khỏe lẫn sinh lý đều được cải thiện rất tốt, đời sống tình cảm thăng hoa hơn trước, thấy hiệu quả tốt nên tôi đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp của mình biết đến sản phẩm. Anh Nguyễn Văn Lưu, 41 tuổi sống tại Huế. Trước kia tôi thử sử dụng Rocket 1 giờ và rất ngạc nhiên về công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên sau khi biết thuốc này chỉ có tác dụng nhất thời, khuyến cáo không được lạm dụng nên tôi cũng e dè hơn. Được bác sĩ tư vấn nên tôi chuyển qua dùng Rocket Cộng kết hợp cả với Rocket 1 giờ để được hỗ trợ cải thiện sinh lý lâu dài. Sau liệu trình sử dụng, tần suất quan hệ cũng nhiều và đều đặn hơn. Thời gian yêu có khi lên cả tiếng đồng hồ. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm Rocket 1 giờ chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Rocket 1 giờ để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hãy ủng hộ tác giả bằng cách like, share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.